Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm giò thủ mới cho ngày Tết. Giò thủ ăn vừa thơm giòn lại mềm ngon rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món giò thủ giò xào á các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là lỗ tai. Ở đây mình có mua hai cái lỗ tai, thì hai cái lỗ tai này nó khoảng 1,7 kg ha. Một cái lỗ tai thì nó cỡ khoảng 800 g nha các bạn, 800 đến 900 g. Lỗ tai kèm lỗ mũi luôn nha, mình đã cạo sạch sẽ rồi. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là một cái lưỡi heo. Một cái lưỡi heo mình mua là 500 g, thì tổng cái lượng lỗ tai và lưỡi ở đây mình có là 2,2 kg. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là khoảng 5 đến 6 cái tai nấm mèo. Cái này mình đang ngâm cho nó nở ra nè. Trước khi ngâm thì các bạn rửa ha, rửa sơ cho nó sạch đi. Mình ngâm thì nó đỡ bị hôi. Rồi ngoài ra mình chuẩn bị thêm một ít tiêu. Tiêu này là tiêu hạt nha. Cái này tiêu mình đã rang rồi. Rồi khoảng 3 củ hành tím, 3 tép tỏi. Một miếng gừng nhỏ. Một ít cái rượu trắng để lát nữa mình sơ chế cái heo cho nó không có bị hôi ha. Rồi ít ớt nè. Gia vị thì là những cái gia vị thông dụng thôi, như đường, muối, nước mắm vậy đó. Rất là đơn giản ha các bạn. Món này là món ăn không thể nào thiếu trong ngày Tết được. Thì bây giờ đầu tiên giờ cái mình sẽ đi luộc ha. Mình sẽ đi luộc cái phần lỗ tai và cái lưỡi heo. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp là một nồi nước ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên cho mình một nồi nước ha. Nó cỡ khoảng 1 lít rưỡi 2 lít gì đó. Mình cho vào đây một xíu muối. Xíu thôi. Đây là rượu trắng nha, mình cho khoảng 30 ml rượu trắng. Hành tím thì mình dùng cỡ khoảng 3 đến 4 củ hành tím nha các bạn, đập cho nó dập ra rồi các bạn cho vào. Thì như vậy mình luộc sẽ thơm hơn ha. Rồi mình cho vào đây thêm cỡ khoảng 3 đến 4 lát gừng nữa nha các bạn. Cho hết cái phần lưỡi heo và tai heo vào đây, các bạn luộc ha. Thời gian mình luộc cái phần tai và lưỡi này thì nó mất cỡ khoảng từ 30 cho đến 60 phút. Ví dụ như các bạn muốn ăn cái giò thủ mà nó mềm nhiều thì các bạn luộc 60 phút. Còn nếu mà mình muốn ăn nó kiểu giò giòn giòn thì mình luộc cỡ khoảng 30 phút thôi. Về cái lưỡi á các bạn, sau khi mà mình luộc được khoảng 15 phút rồi đó thì các bạn lấy ra ha, và mình sẽ cạo bỏ đi cái phần trắng trắng nè. Cạo xong rồi mình cho vào trong nồi là mình luộc tiếp nha, luộc đến khi mà nó chín nó mềm. Khi mà mình luộc được khoảng 30 phút rồi đó các bạn, thì thường thì cái lưỡi với lại cái lỗ mũi nó sẽ mềm trước, còn cái lỗ tai thì nó sẽ mềm sau ha, nên mình gấp ra trước để cho nó nguội rồi mình sắt. Lỗ tai này thì mình sẽ luộc nó cỡ khoảng 45 phút ha, nó cho nó mềm. Với lại cái nước này lát nữa mình sẽ sử dụng lại nha các bạn ha. Tại vì cái nước này là cái phần collagen ở trong da nó ra đó. Thì mình làm cái này mình làm cái phần giò thủ ăn nó sẽ mềm ha. Nó mềm mà kiểu như nó có cái độ giòn giòn á, rất là ngon. Nên mình sẽ để đó mình luộc thêm ha. Khi nào mà các bạn dùng cái đũa các bạn xăm vào mà ha, thấy xăm vào là kiểu như dễ á thì là được ha. Cái độ mềm của nó vừa. Sau khi mà mình gấp ra hết rồi đó các bạn, thì cái nước này thì mình sẽ vẫn tiếp tục là mình nấu ha. Mình nấu cho nó sắc xuống một chút. Nên là ban đầu mình đổ nó, cái lượng nước nó khoảng 1 lít rưỡi 2 lít thôi, là nó canh thời gian là nấu cho nó vừa, chứ để nhiều nước quá thì mình nấu cái này nó lâu lắm ha. Để cho nó sắc xuống chút xíu, lát nữa mình sẽ dùng cái nước này để mình làm cái giò thủ luôn ha, ăn cho nó ngon, nó không có bị quá cứng. Còn nếu như mà mình không dùng cái nước này thì ăn nó hơi cứng ha. Rồi bây giờ về cái phần lỗ tai và lỗ mũi này nè các bạn, thì các bạn sắc miếng nhỏ nhỏ ha. Chút nữa mình sẽ đem đi xào. Mình cũng không nên sắc cho nó nhỏ quá ha các bạn, nhỏ quá ăn cũng không ngon, sắc cũng dày dày một chút ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị gia vị nha các bạn. Chuẩn bị gia vị cho 2,2 kg giò thủ thì mình sẽ gồm có 20 g hạt nêm. Rồi đường thì các bạn cho mình là 30 g đường nha. Khoảng 50 ml nước mắm, khoảng muỗng cà phê á cho nó thơm. Đây tiêu hạt thì các bạn cho mình khoảng 10 g. Và cuối cùng là ớt, ớt bột ha, cái này bạn nào ăn chay được thì các bạn cho nhiều. Đó, thì đây là toàn bộ cái phần gia vị cho 2,2 kg giò thủ nha các bạn. Đó, gia vị thì nó cũng đơn giản thôi ha, đường, rồi nước mắm, hạt nêm vậy thôi. Trộn đều lên ha, lát nữa mình cho vào để mình xào. Hành tím với tỏi thì mình xay hoặc là mình bầm nhuyễn ra ha các bạn. Rồi tiêu này cũng vậy luôn, tiêu này mình dùng cỡ khoảng 10 g, mình rang lên nha. Các bạn rang khoảng 10 đến 15 phút á, cho hạt tiêu nó căng ra, nó thơm lên. Rồi nấm mèo sau khi mình ngâm rồi thì mình cũng rửa lại nha, cho thật là sạch sẽ. Giờ mình cắt nhỏ ra. Cắt nhỏ ra mình xào cho nó dính cho nó ngon ha. Cỡ khoảng 5-6 tay nấm mèo gì đó nha các bạn. Ngâm đi rồi các bạn cắt ra. Rồi bây giờ mình cho ít dầu vào trong chảo ha, xíu thôi. Mình cho toàn bộ phần hành tím và tỏi các bạn xay nhuyễn bằm nhuyễn á. Vào đây mình phi cho nó thơm nó vàng lên nha. Khi mà hành tỏi mình nó thơm nó vàng rồi đó các bạn, thì lúc này mình sẽ cho nấm mèo vào đây ha, đảo sơ lên. Sau khi mình đảo được khoảng 2 đến 3 phút rồi đó các bạn, thì lúc này các bạn sẽ cho toàn bộ cái phần da đầu heo nè, rồi lưỡi heo vào đây.
Mình cho toàn bộ cái phần gia vị vào đây luôn ha, gồm có đường, hạt nêm, nước mắm, tiêu, cho nó cay cay cho nó ngon. Rồi cho vào rồi thì các bạn xào ha, mình sẽ xào khoảng từ 5 đến 10 phút nha. Món này á, nhiều bạn còn gọi là giò thủ, có bạn thì gọi là pate thịt nguội. Mỗi cái vùng miền sẽ có một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà hầu như là mình thấy trong cái mâm Tết thì lúc nào cũng có cái món giò thủ này hết. Nếu mà các bạn muốn làm để lâu hơn, bảo quản lâu hơn thì các bạn không dùng nấm mèo nha. Có nấm mèo vào rồi thì mình sẽ bảo quản nó không có được lâu. Ví dụ như bây giờ các bạn làm thì Tết, đến Tết là vừa các bạn ha, mình có thể để khoảng 1 tháng đến 2 tháng trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Ha, xào đảo đều cho gia vị nó thấm đều hết nha. Rồi lúc này gia vị mình đã thấm đều hết rồi ha các bạn, thì lúc này mình sẽ cho cái nước mà mình luộc cái phần lỗ tai, lỗ mũi này nè, mình cho vào đây luôn ha. Nó khi mà mình làm giò thủ mình cho thêm cái nước luộc vào các bạn, thì ăn cái giò thủ nó sẽ mềm hơn, nó không có quá cứng, nó không có bị khô. Thường thì ví dụ như giò thủ mà các bạn dọn ra các bạn ăn trong vòng có khoảng nửa tiếng 45 phút á, nếu mà mình làm cái giò thủ không thôi mình không có nước á thì ăn hơi khô ha, nên là mình cho thêm nước vào. Rồi sau khi mình xào thêm được có khoảng 7 phút nữa rồi đó các bạn, lúc này cái nước nó đã sắt xuống bớt rồi ha, thì lúc này mình tắt bếp. Tắt bếp và mình để cho cái nước này, cái phần giò thủ của mình nó hơi nguội một chút nha, nó còn ấm ấm là được rồi. Rồi mình cho vào trong khuôn, thì nếu như mà nhà các bạn không có khuôn á thì các bạn cho nó vào trong một cái túi ni lông để mình gói. Còn hai là mình cho dùng những cái chai ví dụ như nhà các bạn uống nước suối đó, các bạn cắt cái chai nó ra, hoặc là chai nước ngọt cũng được. Hay mình cắt cái chai nó ra để mình làm cái khuôn giò thủ. Có nhiều cách gói lắm. Ok ha, tắt bếp để cho nó nguội một chút nha các bạn. Rồi sau khi mà cái giò thủ mình nó nguội rồi đó các bạn, thì các bạn lấy ha, các bạn cho nó vào trong cái chai nhựa nè, cái chai nước suối mình cắt ra ha, cái cho vào, cho nó đầy luôn ha, rồi mình múc cái nước mình cho vào. Khi mà cho vào thì các bạn dùng tay các bạn ém cho nó chặt chặt xuống nha. Sau khi mà mình cho hết cái phần giò thủ vào rồi đó các bạn, thì bây giờ mình múc cái nước này ha, mình cho vào để cho nó đầy cái khuôn luôn. Sau khi múc nước vào rồi thì các bạn để bên ngoài tầm cỡ khoảng 2 đến 3 tiếng ha. 2 đến 3 tiếng thì bắt đầu nó đã nguội rồi, nó nguội hoàn toàn luôn ha. Và nó hơi đặc lại rồi thì mà các bạn sẽ cho nó vào trong ngăn đông của tủ lạnh nha. Nhớ là mình đè xuống nha các bạn, để cho tất cả những cái bọt khí bên trong nó bay ra ngoài hết. Rồi ở bên trên thì các bạn sẽ đè cái màng bọc thực phẩm lên cho mình nha. Rồi mình lấy thêm 1 đến 2 cái chén á, mình dằn lên. Đó, như thế này ha. Rồi mình để bên ngoài tầm có khoảng 2 đến 3 tiếng nha, rồi mình cho nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Đây ha, mình cũng làm tương tự như cái cho cái còn lại luôn ha, cho nó hết luôn. Sau khi mà hai cái đòn giò thủ của mình nó nguội rồi đó các bạn, thì bây giờ mình lấy ra mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha, mình để qua một đêm, qua sáng ngày hôm sau thì nó sẽ dẻ và nó cứng lại, bắt đầu mình đem ra mình cắt nha. Rồi ha, thì đây là hai cái đòn giò thủ mà mình đã để vào trong ngăn mát của tủ lạnh ha, khoảng 5 đến 6 tiếng, hoặc là các bạn để qua đêm cũng được. Ha, các bạn cứ để nguyên như vậy nha, mình có thể bảo quản được khoảng 1 tháng. Rồi khi nào mà ăn á, thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Nên mình sẽ cắt cái chai nhựa này mình bỏ đi. Ha, ở cái đầu này nó hơi xấu thì mình cắt cái đầu này ra một chút ha. Đó, xưa giờ ví dụ như các bạn làm giò thủ mà phải cần khuôn ha, hoặc là mình gói bằng giấy chuối rồi đó các bạn, thì nó hơi khó. Ví dụ nhiều bạn không có khuôn, không có giấy chuối đó, thì các bạn cho nó vào trong cái chai nhựa ha. Mình vẫn làm ra được những cái khoanh giò thủ rất là ngon. Ăn thì nó sẽ giòn ha, nó giòn mà kiểu như nó giòn mềm, chứ không phải là giòn kiểu cứng ngắc mà nó khô đâu. Ăn nó rất là ngon, dẻo lắm nha các bạn. Cái giò thủ này ăn á, thì các bạn sẽ mình chấm với lại muối tiêu chanh nha các bạn. Mình làm thì nó cũng kiểu nó không có mặn đâu, nó không có đậm đà đâu. Khi ăn thì các bạn nên chấm thêm ha. Mình làm chén muối tiêu á, rồi mình vắt vào đó một miếng chanh, rất là ngon. Đây, giò thủ nè, mềm ngon cực kỳ luôn, không có bị khô, bị cứng và rất dễ thành công. Giò thủ này nếu mà mình chưa ăn thì các bạn cứ để nguyên ha, để nguyên cái đòn như thế này, hoặc là mình cắt làm khoanh cũng được. Rồi mình cho nó vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha. Khi nào ăn thì mình hãy lấy ra, và các bạn nên chia sẵn. Ví dụ như cái đòn chả của mình nó hơi dài á, đây nè, nó dài vậy nè, thì các bạn chia làm ba. À, khi nào một kỹ như là một lần ăn là bao nhiêu thì các bạn canh. Khi nào ăn thì các bạn cứ lấy cái phần nó ra rồi các bạn cắt ăn ha. Những cái phần chưa ăn thì các bạn cứ bảo quản ở trong ngăn mát có tủ lạnh cho mình nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm giò thủ ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món ăn này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.